Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp chương trình của học kỳ 2 công nghệ lớp 10. Đó là bắt đầu từ bài 35, tương ứng với trang số 102 trong sách giáo khoa của các em. Thì nội dung của bài 35 đó là bài điều kiện phát sinh phát triển bệnh ở vật nuôi. Đối với bài này thì có các nội dung chính các em cần nắm như sau. Phần thứ nhất đó là điều kiện phát sinh phát triển bệnh. Các em sẽ tìm hiểu về có những loại mầm bệnh nào, các yếu tố môi trường và điều kiện sống ảnh hưởng đến vật nuôi. Thứ ba là bản thân của vật nuôi. Phần thứ hai đó là sự liên quan giữa các điều kiện phát sinh phát triển bệnh. Nó sẽ phụ thuộc vào có những cái yếu tố tác động nào liên quan đến điều kiện phát sinh phát triển bệnh. Chúng ta cùng tìm hiểu phần đầu tiên đó là điều kiện phát sinh phát triển bệnh. Em hãy cho biết các yếu tố phát sinh phát triển bệnh ở vật nuôi dựa vào nội dung trong sách giáo khoa. Các em hãy cho biết coi có những yếu tố nào nguyên đến sự phát sinh phát triển bệnh ở vật nuôi. Căn cứ vào nội dung sách giáo khoa trang số 102 thì có các yếu tố phát sinh phát triển bệnh ở vật nuôi. Đó là mầm bệnh là cái thứ nhất. Cái thứ hai là yếu tố môi trường, điều kiện sống. Thứ ba đó chính là phụ thuộc vào bản thân của vật nuôi. Thì phần đầu tiên, phần một nhỏ, đó là các loại mầm bệnh. Phần này các em ghi là một ba mẻ, rồi ghi là một nhỏ, các loại mầm bệnh. Thì chúng ta sẽ có các loại mầm bệnh sau. Em hiểu thế nào là mầm bệnh trước cái đã. Mầm bệnh ở đây các em hiểu cơ bản chính là những tác nhân gây bệnh. Lưu ý những phần nào cô nhấn mạnh là cần ghi thì các em mới ghi vào, chứ không có ghi hết toàn bộ nội dung trong PowerPoint này. Thì em hiểu thế nào là mầm bệnh? Thì mầm bệnh chính là những tác nhân gây ra bệnh. Thì đối với các tác nhân gây bệnh này, người ta đã chia thành các nhóm sau. Nhóm thứ nhất đó chính là vi khuẩn, được chưa? Thì ở phần vi khuẩn này, nhóm thứ hai đó chính là virus, và nhóm thứ ba đó chính là nấm, và nhóm thứ tư đó chính là ký sinh trùng. Thì đối với ký sinh trùng thì mình có là nội ký sinh trùng và ngoại ký sinh trùng. Thì phần này các em sẽ tương ứng có cái ví dụ cụ thể. Ở phần vi khuẩn thì có thể gây nên các bệnh như là lợn đóng dấu, là bệnh tụ huyết trùng. Còn ở virus thì gây nên là bệnh lở mồm long móng hay là bệnh dịch tả lợn á, dịch tả châu Phi. Rồi ở nấm thì gây nên bệnh nấm phổi nè, nấm da. Thì đối với phần các loại mầm bệnh này, thì phần đầu tiên mà các em ghi bài vào đó là phần sơ đồ này. Các em có thể ghi dưới dạng trình bày theo kiểu là bốn gạch đầu dòng. Thì mỗi gạch đầu dòng vi khuẩn hay hai chấm nêu ví dụ ra virus, rồi nấm, ký sinh trùng. Phần ký sinh trùng các em có thể đánh thành hai dấu cộng, đó là gồm nội ký sinh trùng và ngoại ký sinh trùng. Nếu là nội ký sinh trùng tức là những cái loại mà ở bên trong, ký sinh ở bên trong cơ thể, ví dụ như là giun hoặc là sán. Còn nếu mà là ngoại ký sinh trùng tức là nó bám phía bên ngoài, ví dụ như những con như ve, ghẻ hay con mạc, mạc là mạc gà đó các em, còn ve chó chẳng hạn, vân vân. Đây phần này là các em ghi bài vào. Phần đầu tiên các em ghi vào là phần sơ đồ này. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về các loại mầm bệnh. Vi khuẩn thì có thể gây nên bệnh than, lợn đóng dấu, tụ huyết trùng. Và vật nuôi có thể bệnh đó là ví dụ như cho bò, dê, lợn. Virus thì có thể gây nên bệnh dịch tả châu Phi, lở mồm long móng thì có thể gây là ở lợn nè, ở gà, ở bò. Bệnh do nấm gây nên, ví dụ bệnh nấm phổi thì gây là ở gà thôi. Bệnh ký sinh trùng thì có thể là nội ký sinh trùng giun sán thì gà, lợn, trâu bò đều có hết. Ngoại ký sinh trùng ve ghẻ mạc, ví dụ như là gà, lợn, trâu bò, vân vân. Đây là các vật nuôi dễ mắc các loại bệnh do vi khuẩn, virus hoặc là nấm ký sinh trùng gây nên. Phần này các em tìm hiểu thêm thôi, không cần ghi vào. Thì đối với các em hãy quan sát một hình ảnh một số loại mầm bệnh sau. Virus này gây bệnh sốt xuất huyết ở cá chấm cỏ. Đây hình ảnh của virus được chụp cận quan sát dưới kính hiển vi. Hoặc là vi khuẩn, hay là con ve nè, ve hay là virus gây bệnh cúm. Đây cấu tạo hình ảnh của virus được mô phỏng dưới dạng mô hình nè. Trong điều kiện sống có mầm bệnh thì vật nuôi có luôn bị bắt mệnh hay không? Đối với cái câu hỏi này, theo các em trong điều kiện sống nếu mà có mầm bệnh thì vật nuôi có chắc chắn là bị mắc bệnh hay không?
Thì câu trả lời đó là trong môi trường nó sẽ tồn tại nhiều loại mầm bệnh. Nếu nó có điều kiện thuận lợi thì mầm bệnh nó sẽ xâm nhập vào cơ thể. Thì cụ thể những cái điều kiện thuận lợi đó là những cái điều kiện nào? Thì các em quan sát đây là một số hình ảnh bệnh ở vật nuôi nè. À, trâu bị ghẻ ở lưng nè. Hay là bệnh lở mồm lông móng nè. Em thấy ở lợn nè. À, bệnh cúm gia cầm ở gà nè, em thấy cái màu nè. À, nó sưng phù lên nè. Rồi. Ví dụ như bệnh lợn đóng dấu nè. Đây hình ảnh của con lợn bị mắc bệnh vi khuẩn lợn đóng dấu nè. Hay là bệnh tụ huyết trùng đây. Đây là bệnh tụ huyết trùng. Hay người ta còn gọi là dân gian người ta gọi đây là bệnh toi. Là bệnh tụ huyết trùng. Nó sẽ tập trung nhiều em thấy là ở nội tạng, sưng phù lên. Tụ huyết trùng. Rồi các loại mầm bệnh ở đây còn ví dụ như là bệnh do mầm bệnh virus thì có bệnh dịch tả. Đây là virus gây bệnh dịch tả. Hoặc là ví dụ như là virus gây bệnh lở mồm long móng nè. À, học xong bài này phải phân biệt được bệnh nào do virus gây nên, bệnh nào do vi khuẩn gây nên, bệnh nào do nấm hoặc bệnh nào do ký sinh trùng. Đây là ví dụ bệnh nấm phổi nè, ở vịt nè. Hay là bệnh nội ký sinh, ví dụ như bệnh sáng sơ mít nè. Nội ký sinh thì có run sáng. Anh này sáng sơ mít đi. Hay là sáng chó nè. Rồi sáng chó di chuyển nó đến mắt nè. Hay là bệnh ngoại ký sinh nó bám bên gờ. Ví dụ như đây là hình ảnh của con ve chó chụp cận cảnh. Hay là do ghẻ ở chó nè. À, bệnh ngoại ký sinh. Bệnh mạc ở gà nè. Khi có mầm bệnh trong cơ thể thì vật nuôi sẽ phát bệnh ngay. Thì câu trả lời hỏi em là đúng hay sai? Theo em thì câu trả lời đó là sai. Khi nào mầm bệnh có thể gây bệnh cho vật nuôi? Thì mầm bệnh muốn gây bệnh cho vật nuôi nó phải có điều kiện để thỏa mãn. Thì đó là ba điều kiện quan trọng. Thứ nhất là phải có đường xâm nhập thích hợp. Con đường xâm nhập thích hợp. Thứ hai là số lượng mầm bệnh nó phải đủ lớn. Và thứ ba là nó phải đủ độc lực. Ví dụ về con đường xâm nhập thích hợp, ví dụ có những bệnh nó truyền qua đường hô hấp, có những bệnh nó truyền qua qua môi trường sống, ví dụ như là vi khuẩn virus ở những nơi sàn nước ứ đọng lại này nọ vân vân. Hoặc những bệnh nó truyền qua đường hô hấp, những bệnh nó truyền qua phân này nọ vân vân. Số lượng mầm bệnh nó phải đủ lớn và nó có đủ độc lực, đủ sức gây bệnh. Tức là vi khuẩn virus thì tồn tại khá là nhiều. Ví dụ vi khuẩn, nhưng mà bên cạnh đó thì một số vi khuẩn thì cũng không gây hại, hoàn toàn là trung tính. Chỉ có những cái vi khuẩn gây hại thì mới có sức gây bệnh. Như vậy phần kế tiếp là các em sẽ đánh dấu sao, ghi cho cô một cái ý là mầm bệnh muốn gây được bệnh phải thỏa mãn 3 điều kiện sau, 2 chấm. Được chưa? Mầm bệnh muốn gây được bệnh phải thỏa mãn 3 điều kiện sau, 2 chấm. Rồi ghi ba cái gạch đầu hàng này vào. Đường xâm nhập thích hợp, số lượng mầm bệnh đủ lớn và có đủ độc lực, hay còn gọi là đủ sức gây bệnh. Rồi, khi có nhiều vật nuôi bị bệnh truyền nhiễm thành dịch thì ảnh hưởng đến kinh tế và sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Phần số 2, đó là các yếu tố môi trường và điều kiện sống. Thì có những yếu tố môi trường và điều kiện sống nó sẽ ảnh hưởng đến vật nuôi. Ví dụ như là yếu tố tự nhiên, yếu tố dinh dưỡng, chăm sóc, quản lý. Đó nó sẽ ảnh hưởng đến cụ thể. Thì trong đó có các yếu tố phân thành như sau. Yếu tố tự nhiên, phần này trong sách giáo khoa các em có. Yếu tố tự nhiên thì mình có là các yếu tố tác động từ môi trường bên ngoài. Bao gồm mà các em học vật lý là ánh sáng, nhiệt độ. Nhiệt độ, phần này chữ hơi mờ tí xíu nha các em. Nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng. Phần này nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng. Bị mờ chữ. Nhiệt độ, ý đầu tiên đó là nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng. Kế tiếp là thiếu oxy, nhiều kim loại, khí độc, chất độc. Sách giáo khoa trang 103 các em có. Thiếu dinh dưỡng, chế độ dinh dưỡng thì nếu mà thiếu dinh dưỡng không cân đối, thức ăn và có chất độc bị hư hỏng cũng dễ bị gây bệnh. Chăm sóc, quản lý, có những con vật có bị nọc độc cắn hoặc là bị
chấn thương do ngã, nhau hay là bị đánh thì nó sẽ không thích hợp cho vật nuôi và nó sẽ phù hợp cho các mầm bệnh. Nó là điều kiện thuận lợi để mầm bệnh nó gây được bệnh. Nếu mà bị can vật nó gây lở loét, bị cắn thì mầm bệnh nó có điều kiện con đường để xâm nhập nó thích hợp để gây bệnh. Thì phần các yếu tố này các em đánh dấu trong sách giáo khoa vào cho cô, phần này khỏi ghi bài vào. Yếu tố môi trường và điều kiện sống, đánh dấu sách giáo khoa trang 103 hình 35.2. Bệnh có phát sinh và phát triển được trên cơ thể vật nuôi nó sẽ còn phụ thuộc vào những yếu tố nào? Thì ngoài ra nó còn phụ thuộc đó là bản thân vật nuôi. Sang phần số 3. Em sang phần số 3 đó là bản thân con vật. Thì bản thân vật nuôi nó có khả năng gì mới có thể chống lại được bệnh? Thì những cái khả năng này có đặc điểm gì? Thì tất cả vật nuôi nó đều có khả năng gọi là đó là đề kháng. Thì đề kháng nếu mà tự nhiên có thì người ta gọi đó là miễn dịch tự nhiên. Nó sẽ không mạnh, không đặc hiệu. Nó chỉ mang tính chất tương đối thôi. Nó không có đặc hiệu chống lại một bệnh bất kỳ. Nếu mà nó có đánh đặc hiệu thì phải là người ta gọi đó là miễn dịch tiếp thu. Miễn dịch này nó được hình thành sau khi cơ thể có tiếp xúc với mầm bệnh. Tức là vật nuôi đã bị nhiễm bệnh đó rồi và đã được chữa khỏi thì nó sẽ hình thành. Nó đã tiếp xúc với mầm bệnh, nó sẽ hình thành nên loại miễn dịch này đặc hiệu. Hoặc là khi đã được tiêm vaccine. Tiêm vaccine tức là đưa chính mầm bệnh đó vào. Các thành phần của mầm bệnh đó có thể là vỏ protein hoặc là lõi mà người ta đã giết chết rồi. Mầm bệnh đó đây giết chết ở trạng thái bất hoạt chẳng hạn. Tạo ra vaccine để đưa chính vaccine vào cơ thể của mầm bệnh, hình thành sau khi cơ thể tiếp xúc với mầm bệnh. Thì ở phần bản thân vật nuôi này các em ghi cho cô hai gạch đầu hàng. Gạch đầu hàng thứ nhất đó là tất cả vật nuôi đều có khả năng đề kháng tự nhiên, và đó là miễn dịch tự nhiên không mạnh, không đặc hiệu. Và miễn dịch gạch đầu hàng thứ hai, hai cái ý bên tay trái này các em ghi vào. Miễn dịch tôi có hai loại, miễn dịch tự nhiên và miễn dịch đặc hiệu. Tự nhiên có, vật nuôi nào cũng có thì nó sẽ không mạnh, không đặc hiệu. Còn nếu mà miễn dịch đặc hiệu chống về một cái loại bệnh nào đó thì ví dụ như viêm gan B chẳng hạn, bệnh cúm gì đó chẳng hạn, thì nó sẽ tiêm chính loại vaccine đó, nó sẽ chống lại chính loại mầm bệnh đó. Đó là phần số 3, bản thân con vật. Ghi hai ý này vào cho cô. Sang phần kế tiếp, ta phải làm gì để nâng cao khả năng miễn dịch cho vật nuôi? Mình chắc chắn rồi, muốn cho nó có miễn dịch đặc hiệu mình phải tiêm vaccine. Tiêm vaccine trước. Sang phần số 2 là mã sự liên quan giữa các điều kiện phát sinh phát triển bệnh. Thì đây sẽ có mầm bệnh nè. Bệnh nó sẽ có phát triển thành dịch hay không, nó sẽ phụ thuộc vào các yếu tố tác động qua lại. Có thể là môi trường sống bị ô nhiễm nè. Môi trường sống bị ô nhiễm, hoặc là vật nuôi, ngay bản thân con vật nó bị stress chẳng hạn, nó cũng có khả năng. Quan sát sơ đồ và cho biết khi nào bệnh sẽ phát triển thành dịch. Đây, khi môi trường thích hợp, có mầm bệnh, nó đủ độc lực, đủ sức gây bệnh, bản thân con vật có mang dịch yếu chẳng hạn, thì đó chính là điều kiện thuận lợi để bệnh nó phát triển thành dịch. Thì ở đây các em có thể ghi vào cái ý sao? Nếu mà xuất hiện ba yếu tố cùng một lúc, môi trường sống, có các mầm bệnh, có môi trường thuận lợi, vật nuôi không được chăm sóc đầy đủ, bản thân có đề kháng yếu rồi, miễn dịch yếu thì sẽ là điều kiện thuận lợi để bệnh nó bùng thành dịch luôn. Và đó là nó có tốc độ khả năng lây lan. Thì ở phần số 2 là mã này, ghi phần này vào cho cô. Phần trong không này, ghi hết phần này vào. Thì đó chính là kết thúc nội dung của bài hôm nay. Vậy làm thế nào để tránh lây lan dịch bệnh? Thì chúng ta phải chữa trị, phải tiêu hủy vật nuôi bị bệnh. Ví dụ cúm gia cầm, các em thấy người ta sẽ đào hố, người ta chôn rải vôi, người ta chôn, người ta tiêu hủy nó. Rồi cách ly ổ dịch với bên ngoài, rồi không vận chuyển vật nuôi bị bệnh đi khi khác, tránh tiếp xúc luôn. Ví dụ như cúm gia cầm H5N1 nó có thể khả năng là lây trực tiếp cho con người luôn, lây vào con người luôn. Mình thấy bệnh rồi mà sẽ tránh tiếp xúc, mình phải tiêu hủy nha, bảo hộ đàng hoàng, mình phải tiêu hủy và không vận chuyển mà sử dụng, không đem đi nuôi nơi khác. Đó là cái biện pháp để tránh lây lan dịch bệnh. Thì củng cố
Ở đây có các câu hỏi: bản thân vật nuôi có thể chống lại bệnh và nhờ vào là tiêm vaccine, thuốc đặc hiệu, sức khỏe tốt và miễn dịch tự nhiên. Thì đây người ta đáp án đúng đó chính là miễn dịch tự nhiên. Thứ hai, vật nuôi có thể không mắc một bệnh truyền nhiễm cụ thể, đó là nhờ miễn dịch tự nhiên, nhân tạo hay là đặc điểm di truyền hay sức khỏe tốt. Thì đáp án đó chính là miễn dịch nhân tạo. Đó là kết thúc nội dung của bài hôm nay. Để nhớ ghi nội dung bài vào, cô nhắc lại nội dung bài hôm nay chúng ta cần ghi đó là phần 1 la mã, điều kiện phát sinh phát triển bệnh, thì phần 1 nhỏ các loại mầm bệnh. Kê sẽ ghi để kê các loại mầm bệnh và các ví dụ tương ứng giống như sơ đồ hình 35.1, sơ đồ đầu tiên cô đưa ra đó. Vi khuẩn thì có ví dụ về các loại bệnh, ví dụ lợn đóng dấu tổ trùng, virus, nấm, ký sinh trùng, có nội ký sinh trùng, ngoại ký sinh trùng. Đó là phần 1 các loại mầm bệnh. Phần 2, yếu tố môi trường và điều kiện sống, thì đánh dấu hình 35.2 trong sách giáo khoa. Phần số 3 nhỏ, bản thân con vật, thì ghi là bệnh được phát sinh nó phụ thuộc vào miễn dịch tự nhiên và miễn dịch đặc hiệu, hai cái ý đó ghi vào. Phần số 2 là mã sơ liên quan giữa các điều kiện phát sinh phát triển bệnh, thì ghi cái khung màu vàng cuối. Đó là kết thúc nội dung của bài hôm nay. Nhớ ghi bài và đầy đủ, học bài nha các em. Nhớ học bài đầy đủ.